nằm bên bờ sông Lam, cách thành phố Vinh chưa đến 15 km, đang có một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch tham quan. Cùng Phương Thảo tìm hiểu xem điều gì đã làm thay đổi vùng đất lụt này. Ngay giữa những bãi ngô ở bến Cát, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, ít ai nghĩ rằng lại có một vườn hoa rực rỡ như thế này. Với địa thế ven sông, cộng thêm sự đa dạng từ các loài hoa, vườn hoa bãi bổ sông Lam đã mang đến cho đoàn khách từ thành phố Huế những khoảnh khắc đáng nhớ. Đây là một địa điểm rất là đẹp mà em mong muốn sẽ được quảng bá nhiều hơn để cho những cái du khách ở nước ngoài và các tỉnh khác sẽ được biết để gửi nhiều cái cảm hứng cho những cái người mà tham gia hoạt động nghệ thuật hoặc là những người bình thường cũng đều cảm thấy rất là thơ nên thơ. 2,5 hectare hoa đã biến vùng đất bãi vốn chỉ trồng một vụ ngô trở thành cánh đồng hoa rực rỡ. Các loại hoa, dạ yến thảo, hướng dương hay cánh bướm đều được chị Lê Thị Thúy Hoài nhập khẩu hạt giống từ nước ngoài về. Điều khiến cho vườn hoa của chị trở nên đặc biệt, đó chính là phương pháp canh tác. Tôi muốn là mang một cái không khí trong lành cho mọi người đến đây, họ thưởng thức là yên tâm về sức khỏe, bởi vì ở đây là nông nghiệp sạch hoàn toàn, tạo được công ăn việc làm cho những người nông dân ở đây. Mặc dù ở cái vùng đấy tôi chọn là đất lụt, ai cũng nói rằng sao mà liêu thế, rất là liêu là bởi vì là lụt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mọi thứ đều phải do sự cố gắng và đam mê của mình thì tôi nghĩ có thể là sẽ thành công. Vườn hoa nhiều sắc màu được hình thành ngay trên bờ sông Lam đã trở thành địa điểm tham quan, chụp hình lưu niệm mới của giới trẻ. Còn đối với những người dân biết rõ về những khó khăn của đất bãi ven sông Lam trong mùa lụt thì đây là một sự đổi thay đáng kể. Quá đủ thứ quá. Đủ màu sắc, đẹp, màu chứ không có. Cho nên là đến đây là rất là vinh dự đó. Thế hệ lớp 6 đã làm đẹp cho quê trên cái mảnh đất mà được bồi đắp lên. Và có thể là trong cả trong lũ lụt, nhưng mà nó vẫn mang lại vẻ đẹp cho quê. Và rất tự hào về điều đó. Mỗi cây hoa mọc lên trên vùng đất lụt đều mang trong mình những hy vọng vượt qua thiên tai của người dân nơi đây. Để những cánh đồng hoa có thể mang lại tiềm năng du lịch cho vùng đất khó, thì ngoài sự táo bạo của chị Thúy Hoài và nỗ lực của người dân nơi đây, còn cần có cả ý thức giữ gìn từng nụ hoa, từng khóm cây của mỗi du khách khi tham quan trải nghiệm.